Thưa quý vị và các bạn, gần 100 triệu ca mắc COVID-19. Đây là cập nhật mới nhất của trang worldometer.info tính đến ngày 25 tháng 1 về diễn biến của dịch COVID-19 trên phạm vi thế giới. Và trong số này thì 2,14 triệu ca tử vong. Bên cạnh sự gia tăng đột biến của các ca mắc mới, sự xuất hiện của những ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cũng khiến cho giới chức y tế nhiều nước, đặc biệt là tại châu Âu lo ngại, nhất là sau cảnh báo mới đây của Thủ tướng Anh Boris Johnson về biến thể mới độc lực cao hơn. Thống kê của Bộ Y tế Pháp cho hay nước này đã ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng mạnh với 493 trường hợp kể từ giữa tháng 11 năm 2020 đến nay, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị trong bệnh viện lên 26.393 người. Số bệnh nhân trong khu điều trị tích cực cũng tăng 69 trường hợp, lên 2.965 người. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Trước tình hình này, ông Jean-François de Frasi, người đứng đầu Hội đồng Khoa học Cố vấn cho Chính phủ về các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 nhận định, nhiều khả năng Pháp sẽ thực hiện lệnh phong tỏa thứ ba sớm nhất vào kỳ nghỉ đông, bắt đầu từ đầu tháng 2 tới. Dự kiến Chính phủ Pháp sẽ nhóm họp trong ngày 27 tháng 1 nhằm thảo luận biện pháp bổ sung. Slovenia cùng ngày, Thủ tướng Janez Janša thông báo, nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể phát hiện tại Anh của virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân là người đến từ vùng lãnh thổ Kosovo và đã có chuyến công tác tại Bỉ trước khi nhập cảnh vào Slovenia. Ông Janez Janša nhận định, nhiều khả năng biến thể mới này đã xuất hiện tại Slovenia một thời gian. Viện Y tế Công cộng Quốc gia Slovenia đang có kế hoạch rà soát lại toàn bộ các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện từ ngày 11 tháng 1 tại tất cả khu vực trên cả nước nhằm có bức tranh toàn cảnh về dịch bệnh tại nước này. Từ ngày 25 tháng 1, chính phủ Ấn Độ đã mở rộng phạm vi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do nước này sản xuất mang tên là Covaxin, theo đó đưa thêm 7 bang vào danh sách triển khai tiêm chủng. Như vậy, 19 bang ở Ấn Độ sẽ thực hiện chương trình tiêm chủng với vaccine Covaxin do công ty dược phẩm Bharat Biotech phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ nghiên cứu và bào chế. Trong số đó có bang Kerala ở miền Nam, một trong những địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất ở Ấn Độ. Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 25 tháng 1 cho biết sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 2 tới và đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào tháng 9 năm nay. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc đã thông báo một loạt nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, trong đó bao gồm việc cung cấp miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người dân Hàn Quốc nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 năm 2021. Chính phủ Hàn Quốc đã mua đủ vaccine ngừa COVID-19 để tiêm chủng cho 56 triệu người dân theo cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới và các hợp đồng riêng rẽ với 4 công ty dược nước ngoài.